chào các bạn. Giờ mình sẽ tiếp tục đi theo con đường nhỏ dọc này để đi tới Trà Vinh, đi tới Vĩnh Long. Chị ơi, cho hỏi nhờ chút là có ai chạy mấy cái ghe không ạ? Từng đi đâu? Em muốn qua cồn Thanh Bình ạ. Thanh Bình đó hả? Cái cồn lớn mà bên... Đúng rồi. Qua bên Quế An rồi đấy. Dạ đúng rồi, Quế An. Ở đây không có đâu chị ơi. Ở đây không có ạ? Ra bến phà có không ta? Ở lên bến phà hả? Dạ. Dạ vâng. Em đi bộ mà em tính thuê ghe chạy qua trên sông để em quay phim mà. Nhưng mà bây giờ đây lên phà 2 cây dưới. 2 cây nữa. Dạ. Tại em thấy có ghe đây em mới hỏi. Ghe chở đồ vừa. À. Chở tham quan du lịch. Dạ, dạ. Lên đỉnh đó hoặc mai có đó. Dạ dạ. Đó trên phà thì vài có. Dạ cảm ơn chị. Phía trước tiếp tục là một bãi một lối rẽ nữa. Bên này sẽ qua chợ, bên đường trái qua chợ, còn lối ra bên tay phải là sẽ đi qua phà Cổ Chiên. Qua bên phà Cổ Chiên mình sẽ hỏi thuê ghe để qua An Quế. Còn An Quế là hình như nằm ở trên Cù Lao Thanh Bình, là một xã ở trên đó. Mình đã tới bên phà rồi nhưng mà dường như đây không có ai chạy ghe nữa rồi. Mình đã tới bến phà và hỏi mọi người về việc thuê ghe nhưng mà không có ghe. Xung quanh đây không có ai chạy ghe nữa. Qua cái nhà tường mới ở dưới đầu này, đi thẳng xuống là được đúng không? Đây. Dạ. Cảm ơn ông nhá. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn ông ạ. Ở thăm dưới này có một người chạy ghe. Qua trụ điện. Sẽ tới nơi. Anh ơi, kê, anh Tèo ơi, nhà anh Tèo ơi, xin lỗi anh Tèo không ạ? Anh Tèo mà em hỏi người chạy ghe trên sông ạ, thuê ghe. Anh có chạy không ạ? À, em muốn chạy qua Cù Lao Dài. Qua Cù Lao Dài hả? Dạ. Em thuê em một mình em chạy này em quay phim mà. Hả? Em quay phim trên sông ạ. Đi vòng vòng quay phim thôi hả? Là không, em chạy qua Cù Lao Dài, anh thả em Cù Lao Dài được. Thả bên Cù Lao Dài rồi về phải không? Dạ. Rồi chừng nào về hả? Không thì anh chỉ em chỉ lên trên Cù Lao Dài thôi, anh về rồi em rồi. Em trên đấy rồi gần nghe nó có cái chợ đấy gì. Dạ đúng rồi, rồi chợ Thanh Bình ạ. Rồi biết rồi, biết chợ
Ở đây có một cái lối nhỏ nhỏ vào đây này, có cái chùa. À, rồi. Giờ đi đâu anh? Đi mình hay đi ai vậy? Anh đi mình thôi. Có mình à? Dạ. Rồi vậy mình đi xuống đây luôn. Xe bỏ đâu? Em có đâu xe, anh đi bộ mà. Đi em giờ em đi bộ mà, em đi ghe để em quay phim trên sông. Chào bạn. Dạ dạ ok. Dạ. Lại ngay bến phà là hỏi thằng tèo đò ai cũng biết chứ. À. Lại bến phà đúng không? Tại vì lúc ấy có hỏi một chú ở gần bến phà, chú bảo là đây không ai chạy ghe cả. À. Đi anh chạy nay mười mấy năm rồi đó. À. Đi dọc dọc xuống thế này thì lại gặp một chú ở ngoài đầu ngõ, chú ấy. Chú nói là trong này có một người chạy ghe. Chạy quán sao đúng không? Thế vào đây hỏi thăm thì đi vào trong này. Từ đó lên trên này là ai cũng biết chứ. Tại vì anh chạy nay mười mấy năm rồi. Mình chỉ chạy cho riêng cho cần cẩu này thôi nè. Chứ cũng ít có ai đi du lịch này kia nọ đó. Ví dụ như có Tết á, người ta bao qua bên Cù Lao nó chơi thì có. Bao qua bển thì Tết thì vườn trái cây kia nọ đông. Tại vì ít cũng ít người đi nên không. Em đi em cứ đi vòng vòng du lịch, không phải du lịch mà em đi kiểu khám phá, em cứ đi đi đến đâu em nghỉ đến đấy. Nhưng qua em ngủ cà phê võng em đâu có. Tại hôm qua em cũng tính là đi phà cơ, nhưng mà hỏi dọc từ dưới kia xuống đây là không ai chạy phà cả. Không ai chạy ghe có. Không ai chạy con mình ảnh nữa. Nếu có ở đây nữa thì có ông cậu nữa mà ghe ông nhỏ lắm, ông nghĩ là chạy ra vô đây thôi. Ông không dám chạy đi xa. Hôm qua là ngủ lại ở giữa đường. Lên đây hỏi cứ đi học đường em có hỏi xem ai chạy ghe không? Thấy có sông mà thường không ai chạy. Đúng rồi, ở dưới sông thì thường hay có ghe nhưng mà tại mình không biết chợ. Trong Cù Lao nó có chợ. Ừ, trong Cù Lao có chợ giữa chạy, còn nếu mà vô chợ đó là giữa Cù Lao luôn á. Nằm nhé. Ủa nhưng mà chợ để chợ bán thì? Thì bán cũng như cho dân ra cải đồ, kiểu như là ba cái đồ bán thì cũng người ta trồng đó. Thế mà nhưng mà trên Cù Lao thôi đúng không? Chứ không phải là ở bên ngoài người ta chở vào. Chắc nghĩ là trên Cù Lao thường thường, trên Cù Lao đó thường là trồng này trồng kia trái cây, ta chở người chiều bên đây, nhưng mà tại ta có đó người ta bán. Bán ngay tại đấy luôn. Tại đó, nhưng mà cũng chở đi. Qua bển thấy ghe trái cây là nhiều lắm. Chứ đợi có qua ghé chợ ghe nhỏ chở trái cây nhiều. Ngày xưa nếu mà thời của bà thì chắc là bà trèo không? Bà trèo ghe đi mua đồ không? Ngày xưa gạo lúa rồi trèo không luôn á. Ai giờ rất có tiền khá lắm mà không có đủ máy luôn nè. Đi mấy ngày trời mới về tới nhà, nghe mẹ bà kể vất vả lắm. Thấy bánh ơi, đi cái mấy ngày trời. Tớ cứ trèo mấy ngày. Rồi mẹ 3-4 ngày á mẹ ha. Mới tới chỗ rồi về, nếu mà đi chắc nữa vừa đi vừa về giống nửa tháng chứ. Giờ đi xe đi con bán về dạ. Xe đồ đi chứ hồi đó là trèo. Trời ơi. Người nào khắc khá thì được cái máy chạy. Hồi xưa mần nghề đáy dưới sông này cũng trèo ra trèo vô không. Nhưng sau này có máy móc. Nếu mà như vậy ngày xưa là trên sông là nượp ghe thuyền lắm. Nhóc trên... ghe tàu xà lan nhiều lắm luôn. Rồi. Sông luôn. Là chạy thậm chí người ta mần không đèn không đuốc thì không sao chứ. Còn thời giờ hả mà không có đèn đuốc thì nó đụng thấy bà luôn. Ghê lắm. Mà giờ hiện bây giờ trên sông này vẫn còn xà lan đông lắm. Nhưng mà tại nay là chắc đóng cống hay sao không thấy nó ra thôi á. Chắc được anh. Sợ trơn. Come on.
dính nhớt cái gì cái giò. Dạ. Nè 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 cái giò đi dính nhớt á, ngồi coi chừng nó dính nhớt á nè. Dạ. Đây, em đây đây. Ôi. Lấy con quá tay. Lấy lấy. Rất may đã thuê được ghe. Ngày xưa là đường không có, tìm xe khó, bây giờ là đường cầu có rồi tìm ghe khó. Mình đã đến một địa điểm ở trong Cù Lao có tên là chùa Thanh Quang. Mình sẽ ngồi nghỉ ở trong chùa một lúc rồi tiếp tục lên đường. Đấy, cho đấy chùa này anh đẹp phết, to. Hả? Chùa này to đẹp. Ừ.
mới làm 2016 ở chỗ đâu là... Dạ, cháu hôm qua cháu ở bên Trà Vinh, cháu chạy qua đây, bây giờ cháu đi tiếp, cháu qua cho Vĩnh Long. Cháu chưa, lần đầu tiên cháu đến đây. Cháu đi ghe qua đây. Cháu nhờ người ta chở ghe qua qua bên này. Rồi cháu ra bên phà, cháu đi bộ lên tìm bên phà bên kia. Dạ, hôm trước cháu cũng ở bên đấy. Cháu mới ở bên chùa Ân hôm chiều qua. Dạ không, cháu qua chơi rồi. Mình sẽ tiếp tục đi bộ lên bến phà An Quế. An Quế. Mình sẽ bắt đi phà để vào trong lại mé bên này bờ của thành phố, là thuộc thành phố Vĩnh Long. Sau đó mình sẽ tiếp tục di chuyển trên đường ven theo bờ sông Cổ Chiên để tới thành phố Vĩnh Long. Đường từ chùa đi ra là một con đường lát bê tông nhỏ. Đây có một cây mít rất là sai. Mẹ kêu. Ở đây cây cối rất là rậm rạp. Do đất đai rất trù phú. Phía trong càng vào sâu, càng đi lên vào trong thượng nguồn thì đất đai càng phì nhiêu hơn. Như ở trên Cù Lao, trên Cù Lao Minh, thì do Cù Lao Minh ở gần cửa biển nên nước mặn, nước lợ, do đó sẽ không trồng được cây trái. Nhưng mà đi vào sâu phía trong, như trong địa phận tỉnh Vĩnh Long, thì sẽ rất nhiều cồn và cù lao trái cây, ví dụ như cù lao dài này. Đây có thể thấy rất nhiều trái cây. Đây là cây sake chiên ăn rất là ngon. Đây có tấm biển là ấp Văn Hóa Thanh Tân. Mà đi thẳng con đường này chừng 7-8 cây nữa là sẽ tới bến phà An Quế. Xung quanh đây là rất nhiều vườn cây ăn trái. Bên này là bưởi, chuối, dừa. Đang là xã Quế Thiện. Đây là bên phà Quế An. Kia là tên là gì chứ? Phà bến bên kia là tên là gì ta? Sắp tới bến kia là cầu bến bên kia rồi. Người chúng xuống. Mọi người đã lên bờ rồi, mình cũng đi lên thôi. Cho chai sữa đậu nành, cho thêm cốc đá tẩy đá. Bây giờ là 12:30, phà tiếp tục chạy. Vậy là tại phà tại đây nửa tiếng chạy một lần. Mình sẽ tiếp tục lên đường và tiếp theo là mình sẽ đi đến ngã
ngã rẽ đằng kia, ngã rẽ đầu kia mình sẽ quẹo bên phải và đi thêm một đoạn nữa, sẽ tiếp tục là một bến phà nữa để qua sông Mang Thít, là bến phà Mang Thít. Đấy, tiếp tục là một bến phà nữa để qua sông và mình sẽ đi theo con đường men theo bờ sông để tới thành phố Vĩnh Long. Đây, đây chính là ngã rẽ, và ngã rẽ này là dẫn tới bến phà. Đây là ngã rẽ này dẫn tới bến phà Quế An vừa rồi, và ngay đầu kia chính là bến phà Mang Thít để qua sông Mang Thít. Phía trước chính là bến phà rồi để qua sông Mang Thít với về cũng cái phà này chắc cũng nửa tiếng chạy một lần, hoặc nếu có sông nhỏ này có thể là 15 phút chạy một lần. Đây có hai phà luân phiên nhau chạy mỗi tuần một phà, và mình lại tiếp tục lên phà. Sông Mang Thít này rất nhỏ nên là phà di chuyển một đoạn ngắn. Tấm bảng chỉ dẫn phía trước thì con đường thẳng này là con đường tên là 902, và đi thẳng tới Vĩnh Long là với khoảng cách là 24 km nữa.